Hi everyone, quay các bạn trong channel. Chào bạn quay trở lại channel của mình trong hôm nay. Trong video sẽ đi tả tựa game nổi bật nhất trong thời gian qua. Với tựa game đầu tiên, mình chúc các bạn khám phá ngay trong video này. Chia sẻ đi cho bạn đấy. Mình chúc các bạn khám phá chapter 3 với level 3 nhé. Let's go. Hãy phá vỡ một nước. Phá hỏng một nước và làm với những con trứng thối đó bạn. Yummy, yummy. Oh. You know I can't stop at just one glass. Be right back. Thì không bố quả trứng này xem đâu được quả trứng thối đâu. Đây rồi các bạn. Oh, how I wish I could have all day, every day. Yummy, yummy in my tummy. Được rồi, sẽ uống đâu bạn. Ủa, đã đau bụng không bạn? Oh, I think something is wrong. Oh, my stomach. Chính bởi vì quả trứng thối đó. Oh, oh, must hurry. Oh my god. Sẽ phải hình. Ok, đã đau bụng hoa thanh trong cái điều này. Đẹp cùng lúc. Để chuyển sang tự em thứ hai cho phim này, Mr. Ninja. Drop the one, drop out. Buddy. Okay. Off video, what? Fantastic. Không được đến 3. Và chiếc tiêu cuối cùng là Jon thắng được 3 thảo. Tiếp tục nào. Chapter 2, CD. Thì sẽ bắt cầu hoạn. Wow.
thắng cô rồi. Một chân cho được 9 này nha, cho rồi. Rồi chuyển sang tự em thứ 3 rồi nào. Scary Enable 3 đấy. Chuyển sang tiệm thứ tư nào. Save the girl. Start up. Mình sẽ sử dụng nguy hiểm này. Anybody there? Cũng sẽ giúp bà. Các bạn này. Quick, no, this one. Let's go one more. Think we'll be now. Okay, if I try to get a guy, I don't know what it is. We need to get out there. You know. Broken vase. Quên một thời gian rồi. Nhà mưa đi qua nào. Ôi không được rồi. Mình đi chụp cái ảnh ra. Chụp cái ảnh ra. Chụp cái ảnh ra. Thank you.
cho nên là các bạn muốn đồng bộ này. Thứ sáu là các bạn assassin starry chúng ta tìm chìa khóa nào các bạn, hai mũi cầm một chìa khóa nào. Ok. Tiếp tục nào. Chạm nữa chưa chết đâu. Start điện. Mình chẳng qua chắc còn chết em rồi.
Wow, ok. Thì game thứ 7 các bạn, trăm phần. Let's play. Cô chào cho chạy được 3 sàn này. Và bất ngờ vậy. Ok. Rồi, bắt đầu nào. Mình sẽ các bạn chuyển sang tựa game cuối cùng cho các bạn, Triangle Heroes. F-Studios. Đây rồi nào. Mình sẽ dừng video này tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Thank you so much. Goodbye.